Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay anh Ngô muốn chia sẻ tới cả nhà một cái kinh nghiệm cũng như là một cái cách học giao tiếp tiếng Anh như thế nào mà có thể mang lại hiệu quả nhanh nhất cả nhà nha. Thì như mình cũng biết á, là khi học tiếng Anh cái vấn đề quan trọng nhất là mình phải thực hành, đúng không? Nói thì như vậy, nhưng mà đâu phải ai cũng may mắn là có một cái người bạn đồng hành với mình trong lúc mà mình học ngoại ngữ đâu. Ví dụ như là có bạn thì may mắn có những người nước ngoài có thể thực hành cái vấn đề đó là trời ơi, tuyệt vời luôn rồi, đúng không? Mình có thể nói hàng ngày hoặc là những cái thắc mắc gì mình cần hỏi là mình hỏi, hoặc là những cái thầy cô giáo giỏi đó. Ngoài ra thì ở trường học các bạn cũng có thể là thành lập những cái câu lạc bộ ngoại ngữ như hồi xưa anh Ngô cũng vậy đó. Nhưng mà mấy bạn cũng biết rồi, đâu phải cái câu lạc bộ ngoại ngữ nào á mình cũng có một người nước ngoài để mà mình bản xứ để mà mình thực hành đâu. Đa phần á là cũng là ngôn ngữ thứ hai như mình, và các bạn á là cũng học như mình thôi, cho nên là giúp được một phần nào chứ không thể nào mà để mà quen được những cái ngữ điệu cũng như những cái phát âm chính xác, đúng không các bạn? Thì hôm nay ngoài cái vấn đề như anh Ngô chia sẻ hôm hôm bữa á, là khi mà mình học ngoại ngữ là mình đầu tiên đó là xem phim nước ngoài, đó là một cái rất là hữu ích cho mình. Khi mà các bạn xem phim nước ngoài ấy nha, các bạn nên lựa những cái bộ phim mà nó có cái phụ đề bằng tiếng Anh luôn nha các bạn, đừng có mà coi cái phụ đề bằng tiếng Việt. Tại vì á, cái phụ đề bằng tiếng Việt mình khi mà mình quen á, mình cứ quan trọng hóa là mình phải hiểu được cái bộ phim hoặc là những cái câu người ta đang nói là cái gì, thì các bạn quen cái thói là mình sẽ nhìn xuống cái tiêu đề của tiếng Việt, đúng không, cái phụ đề của tiếng Việt, thì như vậy là không có tốt. Do vậy các bạn hãy lựa những cái bộ phim nào mà có phụ đề tiếng Anh, thì anh Ngô đảm bảo với các bạn luôn là mình cứ nghe như vậy và mình nhìn cái mặt chữ như vậy, thì trong vòng khoảng ít nhất một tháng các bạn xem phim và nghe nhạc những cái nhạc nước ngoài như vậy mà xem được những cái mặt chữ phụ đề bằng tiếng Anh như vậy, các bạn sẽ biết được nghe được những cái phát âm rất là chuẩn xác và những cái ngữ điệu cũng như những cái mặt chữ mà những cái từ vựng mà mình sẽ nhớ rất là dai. Nên nhớ nha, mình đừng có đặt nặng vấn đề là mình phải hiểu được cái cấu trúc cốt truyện hay là cái bộ phim đó như thế nào. Ngoài ra thì hôm nay cái vấn đề chính anh Ngô muốn giới thiệu tới cả nhà đó là một cái app mà anh Ngô đã từng áp dụng, nó rất là hiệu quả khi mà mình học và giao tiếp tại nhà. Cái app tiếng Anh nó có tên là Cake. Đây, anh Ngô hôm nay anh Ngô sẽ giới thiệu cho cả nhà biết. Mình vô trong cái Play Store của mình, cái này là app miễn phí cả nhà nha. Đây. Đây anh Ngô sẽ chỉ, không biết là cả nhà có thấy rõ không? Đây nha cả nhà, nó có cái giao diện của nó là màu hồng nè ha. Đó, đó, cái này anh Ngô đã tải rồi. Bây giờ anh Ngô sẽ mở lên, mình cùng thực hành thử nha. Đầu tiên anh Ngô muốn giới thiệu sơ về cái app này á, là nó rất hữu ích ở cái chỗ là khi các bạn có nhiều cái cuộc đàm thoại trong đây là từ thấp tới cao cho các bạn luôn, thì khi các bạn mở lên các bạn nghe nghe người ta hỏi và trả lời, và mình cũng có thể chuyển ngược lại và mình hỏi người ta trả lời, thì khi các bạn nghe cái cuộc đàm thoại này xong và mình lặp lại, mình ghi âm lại cái câu trả lời của mình luôn, và trong đây nó sẽ chấm cho mình theo cái thang điểm là A B C D. Một điều rất là hay nữa là khi mà nó chấm điểm á các bạn, cái ngữ điệu của mình mà sai là nó chấm điểm thấp nha, chấm cả cái ngữ điệu luôn, rồi cái phát âm của mình, nếu như cái từ nào mình phát âm sai thì nó sẽ gạch cái từ đó, do vậy mà mình sẽ biết được là mình sai ở chỗ nào và cái ngữ điệu của mình ra sao. Bây giờ mình sẽ thực hành cả nhà nha. Anh Ngô sẽ chọn cái level thứ hai đi nha, cái này là book vé máy bay cả nhà nha. Đây. International Airlines. May I help you? Yes. I'd like to book a flight to Los Angeles for this Saturday. What time would you like to leave? Could you tell me when the earliest flight leaves? The earliest flight is at 7 in the morning. Oh, I see. Can I reserve a seat? Yes. Would you like economy or first class? Economy, please. Đó, đây là cái cuộc đàm thoại của người ta. Và bây giờ các bạn sẽ bấm qua cái chỗ speak, thì mình sẽ người ta hỏi mình sẽ trả lời nha. Và nếu như sau này ở dưới đây nó có chế độ các bạn có thể là hỏi và người ta trả lời. Đó, cứ thay đổi qua lại cũng được. Và sau đó mình sẽ nghe lại cái ghi âm của mình, là người ta chấm điểm cho mình xong mình nghe lại thì mình nói như thế nào. Bây giờ mình sẽ thử cái nhà nha. International Airlines. May I help you?
Yes. I would like to book a flight to Los Angeles for this Saturday. What time would you like to leave? Could you tell me when the earliest flight leaves? The earliest flight is at 7 in the morning. Oh, I see. Can I reserve a seat? Yes. Would you like economy or first class? Economy, please. May mắn quá cả nhà ơi, đây nó cho anh Ngô điểm A hết nha. Những cái màu xanh này là của anh Ngô trả lời nè, là nó cho anh Ngô điểm A đấy. Rồi bây giờ mình sẽ nghe lại cái ghi âm của mình như thế nào. Nó cho điểm D là xấu rồi nha cả nhà, cho nên ráng nha, phải được điểm A nha. Transnational Airlines. May I help you? Yes. I would like to book a flight to Los Angeles for this Saturday. What time would you like to leave? Could you tell me when the earliest flight leaves? The earliest flight is at 7 in the morning. Oh, I see. Can I reserve a seat? Yes. Would you like economy or first class? Đó, cả nhà thấy không? À, khi mà mình nghe được như vậy là mình biết được cái ngữ điệu của mình như thế nào, mà các phát âm của mình như thế nào. Mà nếu như nó chấm điểm cho mình là điểm điểm B, điểm C, điểm D á, thì mình sẽ thấy được là cái sai của mình chỗ nào, nó sẽ chỉ rõ ra luôn. Cho nên rất là hữu ích. Mình không có người thực hành đó thì mình dùng cái app này. Anh Ngô bảo đảm với cả nhà luôn, trong vòng 10 ngày tới 2 tuần, 3 tuần là cả nhà sẽ biết nói. Những các bạn nào mà thật sự muốn học tiếng Anh, thử áp dụng cái app như anh Ngô nói, là các bạn bảo đảm 100% các bạn sẽ biết nói được những cái thông dụng cơ bản giao tiếp hàng ngày luôn. À, thì hy vọng sau cái video ngày hôm nay của anh Ngô, nếu như các bạn nào thật sự mà muốn học tiếng Anh á thì hãy tải cái app này về ngay nha. Bảo đảm luôn các bạn sẽ biết nói những cái giao tiếp cơ bản hàng ngày, trong vòng 10 ngày tới 2 tuần là các bạn sẽ biết nói. Còn một điều nữa nha, anh Ngô muốn các bạn á, bạn nào thật sự muốn học ngoại ngữ á, thì ngay ngày hôm nay sau cái video này các bạn hãy nhấc điện thoại của mình lên và thay đổi cái giao diện điện thoại của mình bằng tiếng Anh luôn nha cả nhà. Cái đó cũng là rất là giúp ích cho mình, tại vì mình muốn mình ở trong một cái môi trường lúc nào đi đâu cũng đụng ngoại ngữ hết, thì lúc đó các bạn sẽ dần dần quen theo. Tại vì cái giao diện điện thoại của mình là mình thường nhiều lúc mình có bạn thì xài tiếng Anh, bạn xài tiếng Việt đúng không, mình đổi chuyển hẳn qua bên cái tiếng Anh luôn. Mặc dù là lúc đầu nó cũng sẽ khó khăn cho những cái lúc mà cài đặt hay là cái này cái kia, nhưng mà từ từ các bạn sẽ quen với mặt chữ và nó sẽ giúp ích rất là nhiều. Cho nên các bạn hãy thay đổi cái giao diện điện thoại của mình ngày hôm nay qua tiếng Anh nha. Đó, đó những cái chi tiết sơ sơ cơ bản, nhưng mà những cái chi tiết nhỏ nhưng mà nó sẽ rất giúp ích cho mình nếu như mình muốn học ngoại ngữ thành công và giao tiếp một cách nhanh nhất. À, thì anh Ngô hy vọng là cái video ngày hôm nay á, anh Ngô chia sẻ nó sẽ có ích với một số bạn mà thật sự đang muốn học ngoại ngữ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video ngày hôm nay của anh Ngô rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.